Music. Nhà thơ Margarita Aliger, sinh năm 1915, mất năm 1992, thuộc thế hệ nhà thơ nữ hàng đầu của văn học Nga thế kỷ 20. Bà sinh ra ở thành phố Odessa trong một gia đình công chức, từng làm việc ở nhà máy, rồi theo học trường viết văn Maxim Gorky. Bắt đầu sáng tác từ năm 1933. Tác phẩm chính của bà là các tập thơ như Năm Sinh, Đá và Cỏ, Tưởng Nhớ Những Người Dũng Cảm, Một Phần Tư Thế Kỷ. Thơ của bà giàu chất nữ tính, rất nhạy cảm và tinh tế. Mời các bạn nghe bài thơ Một Đoạn Thơ Tình của nhà thơ Margarita, bản dịch của nhà thơ Bằng Việt, nghệ sĩ ưu tú Hương Dung thể hiện. Em cứ ngỡ tình yêu như ngôi nhà chắt chiu cất lên dưới bầu trời bé nhỏ, nơi gánh nặng cất đi sưởi bàn tay ở đó, nơi đầy đủ đến tức cười những vật dụng của ta. Một vòm cây sáng tươi khẽ rung lên ngưỡng cửa, và mọi nẻo ta đi tới đó cũng tận cùng. Rồi em lại tin tình yêu như khu vườn, ngày tháng lung linh trên cành cây nâu thẫm, mỗi lộc non nảy lên ngoan ngoãn và yên tĩnh, đời lúc nào cũng chớm sắc mùa thu. Trời dịu hiền, thân thương hơn cả bây giờ, đến nỗi mỗi đám mây tay ta đều với được. Cơn mưa tỏa mùi hương và cỏ đượm gió lành tinh khiết, những lối rêu phong như chải nhung đưa ta về với cõi trần. Bây giờ em hiểu ra tình yêu như con đường, qua mỗi lối mòn lại rẽ ra đại lộ. Ngực hồi hộp dưới vòm sao mất ngủ, hạnh phúc với lo âu đều rất mực ngọt ngào. Chỗ ta gửi mình là trái đất lớn lao, những lều bạt ướt sương trong bình minh hé mở, và hơi khói lữ hành giữa thung xanh sương phủ. Bao lộn xộn đáng yêu trong sắc cốt đi đường. Đá cứ chập trùng đi, nước cứ xối theo dòng, dưới mưa gội sấm gian cầu vồng như mở cửa. Dẫu phía trước còn bất ngờ chi nữa, tình yêu của chúng mình cứ thẳng bước mà đi. Thành công trong sáng tác và cả trong dịch thuật, nhưng cuộc sống riêng tư của nhà thơ Margarita không được trọn vẹn hạnh phúc. Những năm cuối đời, bà sống thu mình lặng lẽ, ốm nặng và mất trong cảnh cô đơn. Đọc và nghe những vần thơ tươi sáng của bà, ít ai ngờ bà lại có nhiều ẩn ức, những khát khao bất thành. Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ gửi tới các bạn bài thơ Với Người Trên Đường qua bản dịch của dịch giả Vương Chí Nhàn. Em chẳng muốn gặp anh mùa đông, trong tâm hồn em anh phải khác. Anh phải là một ngày xuân rất đẹp, ngày em ước mong, ngày hạnh phúc của em. Em chẳng muốn gặp anh mùa đông, sợ thấy anh yếu già,
khô khổng. Sợ nghe anh cãi nhau cùng hàng xóm, sợ thấy anh nhìn bè bạn rừng rưng. Một thoáng rất nhanh, em sợ nhận ra anh. Trong cái phút em mong chẳng có, dựng cổ áo vội vàng tất tả, chẳng nhớ trên trời một đám mây trôi. Như một người thân quen, em nhớ anh hoài. Như một người bạn đường, người yêu mến. Sông và núi, phố và làng ta đến, mới mẻ, vô tư, có thể mãi ngạc nhiên. Anh hãy sống sao cho trí nhớ của em hóa giải những cơn buồn, những cơn vui trở lại. Hãy mãi mãi yêu chim muông cây cối, hãy yêu rất nhiều và muốn biết nhiều thêm. Hãy biết nhận ra mọi thứ mới nguyên như con mắt người lãng du trong trẻo. Đôi khi lòng em đỡ cơn nặng trĩu bởi nhớ luôn luôn có anh. Đời chảy trôi đi theo tháng theo ngày, như cuồn cuộn con sông, như con sông trào sóng. Mà em ước vẫn anh em giữ tròn, vẫn anh em yêu mãi mãi trong đời. Có gì đâu anh, điều em nghĩ đó thôi. Anh như thể người em chờ đón, để ý nghĩ đừng tan thành thất vọng. Em chẳng muốn gặp anh mùa đông. Góc thơ dịch với phần giới thiệu về nhà thơ Nga Margarita Aliger.